Kính thưa quý vị, nghệ nhân Indonesia biến gỗ thải thành những chiếc đồng hồ tinh xảo tin từ Bandung, Indonesia. Với bàn tay tài hoa và óc thẩm mỹ tinh tế, những người thợ tại công ty sản xuất đồng hồ Matua đã chế tác các miếng gỗ phế thải thu thập từ các công ty sản xuất đồ nội thất thành những chiếc đồng hồ đẹp mắt có giá từ 75 đến 120 Mỹ kim. Tên là Matua lấy cảm hứng từ tên của một loài cây cao có thân cao vững vàng và chắc khỏe, sống trên vùng đất thuộc tỉnh Papua, miền đông của Indonesia. Ông Ajianda Merzani là giám đốc phụ trách mảng tiếp thị của công ty Matua cho biết: "Chúng tôi tận dụng tối đa gỗ phế thải từ các cơ sở sản xuất đồ nội thất. Khi nhà sản xuất sử dụng gỗ từ thân cây để làm đồ đạc, những phần bỏ đi của tấm gỗ sẽ trở thành nguyên liệu thô giúp cho chúng tôi chế tạo đồng hồ. Tôi chỉ cần một miếng mảnh gỗ nhỏ để tạo ra một chiếc đồng hồ ưng ý." Nhờ máy móc và sức lao động của 25 thợ thủ công, công ty Matua đã có thể sản xuất được 25 chiếc đồng hồ mỗi ngày. Ý tưởng này cũng nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, khu vực của Bandung, nơi mà công ty đặt trụ sở. Chính quyền nơi đây đã thành lập một ủy ban phụ trách ngành công nghiệp sáng tạo nhằm để hỗ trợ cho các nghệ nhân trẻ và giúp cho họ phát huy tài năng thông qua việc tổ chức các buổi biểu diễn và các cuộc triển lãm trưng bày hàng thủ công. Cô Sally là một khách mua đồng hồ cho biết là thường thì chúng ta hay mua những chiếc đồng hồ bằng kim loại hoặc có dây đeo bằng da. Tuy nhiên, những đồng hồ ở đây thì rất khác biệt về chất liệu vì được làm từ những miếng gỗ thải. Do đó thì chúng rất độc đáo, lạ và rất nhẹ khi đeo. Hiện sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Phi, Đức Quốc và Hoa Kỳ.